Tại sao bạn luôn thua game bài? Tham lam. Cái người chơi hay họ có sự bình tĩnh, tính cầu chuẩn xác, không phải cầu nào cũng vào rồi cái gì cũng tới. Ăn như vậy nó mới ngon. Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hiện tại thì mình đang ở cái sảnh Erwin anh em nhé. Và số tiền mình đang có hiện tại là 3.457.000. Thì mình sẽ vào mình chơi lật bài anh em nhé. Và con game này là con game bài đổi thưởng, tỷ lệ lặp rút là 1-1 anh em nhé. Và số tiền rút tối thiểu của con game này đó là 50k. Rồi ok, bây giờ hiện tại mình đang có 3.457.000. Thì xem hôm nay thì xem có lật được tí nào ngon lành nào không. À ấy, phát thứ hai ngon lành quá nhở, gấp thép lên, không được kìa, xui quá. Ai chà, phát đầu tiên mình tham quá, không biết là có lên tham anh em. Tham tiếp phát nữa này, ui ôi, lần này nó lại đảo về này. Ui ui, trời ơi, số tôi tham quá. Tham này, tính từ tham nhé anh em, không phải số. Ok anh em nhé, chưa được phát nào đâu. Rồi ok, có lên phát nữa không? Đảo đi. Rồi ok đấy, tính tôi là tham anh em ạ. Trăm đấm bằng một đá anh em ơi. Đó, lại lên 4 triệu anh em ạ. Quất lên quả 500k đi. Đang thế thắng này. Trời ơi, gãy anh em ạ, gãy quả thầu quá. Lần trước là đen thì nó ra đỏ, lần này đen thì ra đen. Ôi ôi, vẫn bệt hai tay. Không lẽ lại tay thứ ba? Tay thứ ba thật anh em ạ. Đù, bốn tay kìa, năm tay kìa. Đù, má thật tình chứ. Này, bẻ đi, bẻ đi, bẻ đi. Nào, căng này, căng dây đàn lắm rồi đấy anh em ạ, căng dây đàn lắm rồi đấy. Làm phát 7.482.000. Vãi thật. Má thật tình, mấy cái dây kia cảm giác nó lại cứ bẻ tức cả mình anh em ạ. Phát này bệt tiếp này. Ui rồi ôi, thời tới cản không kịp anh em ạ. Lên 8.578.000. Cái trường hợp này xem nào. Hiện tại bây giờ mình đang có 8.500.000. Đó, thì mình sẽ chơi khoảng tầm là xuống khoảng tầm là 7 triệu thôi. Đó, còn không là mình sẽ dừng lại mà mình rút thôi anh em ơi. Đó, nếu cảm thấy nó bị đen quá, một thì là gãy. Đấy là điều quy luật rõ ràng thôi anh em. Còn trường hợp mà đỏ thì mình sẽ kéo lên nhiều nhiều cho anh em chút nhá. Thì tay này thì đỏ đi. Đó, ok, kéo lại một tay đã. Anh em có thể lựa chọn là chọn bên đen bên đỏ giống như mình nhá. Thì tỷ lệ anh em có thể nhìn thấy là tương đương với 1/2. Đó, mình hay chơi cái kiểu đó. Còn nếu mà anh em thích thì chọn dưới. Đấy, chọn dưới thì anh em có thể nhìn thấy tỷ lệ này, gãy luôn đấy, không phải chuyện đùa đâu. Nó tiền đấy. Cứ thế là cách nào ổn áp thì anh em chơi nhá. Đấy, lên 1.122.000 rồi. Tiếp tục này, năm cơ thì lần này bên đen đi, lấy đâu ra nữa. Ôi rồi, bẻ 1-1 về quá đẹp luôn anh em ạ. Rồi, cái đợt đầu lặn ghê, đen thật đấy chứ, lại công nhận đúng không anh em, đợt đầu lặn đen thật đấy chứ. Đợt sau này còn nó đẹp tí anh em ạ. Ôi rồi ôi, nó bệt ba đen này. Tính tôi hơi tha một chút anh em. Kiểu mà mình lận ra con nữa thì mình sẽ muốn thêm. Rồi, bệt đen, tuyệt vời, bệt đen tiếp phát nữa. Trời ơi. Rồi ok, tự nhiên đang tụt dần rồi đấy, tụt dần rồi đấy. Vừa lại kéo lên 9 triệu bây giờ tụt phát căng quá nhỉ. Bệt đen. Rồi ok, 8.300.000 rồi anh em ạ. Tí nó xuống còn 7 triệu. Lên nữa nào. Phát này cứ nhận được, chọn được một lần đúng là nhận thôi. Đấy, thế thôi, thế vậy cho nhanh anh em ạ. Thế vậy cho nhanh. Đấy, ui giời ơi. Không tham thì nó sẽ được nhiều hơn. Ok, 9.200.000. Làm chốt quả 10M nhỉ. Chốt quả 10M đi. Tuyệt vời anh em ạ, 10 triệu. Quá ngon lành cánh đạo. Rồi ok, đợt đầu tiên đen quá, bây giờ đợt sau này nó mới đỏ này. Đó, nhẹ nhàng tính cảm nên mình đã chốt lời cho anh em khoảng tầm là 10 triệu. Bây giờ mình sẽ ra mình rút tiền, rút ra khoảng tầm là 2 triệu anh em ơi. Thực sự mẹ cuốn. Ừ rồi,
Ok, tuyệt vời. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé.